Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng mẫu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Con xin kính chào Đức Hồng Y và quý Đức Cha. Vâng, chúng ta nổ một tràng vỗ tay nữa để kính chào Đức Hồng Y và quý Đức Cha đã đến tham dự ngày gặp gỡ giao lưu nghi thức ngắm nguyện của giáo tỉnh Hà Nội. Kính mời Đức Hồng Y và quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn an tọa. Trong kính Đức Hồng Y, thưa quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn, mùa chay được bắt đầu bằng việc sức cho ngày thứ tư lễ cho, để ý thức thân phận mỏng giòn của con người cần được lòng Chúa xót thương. Đó cũng là phần vũ khúc Người ơi hãy nhớ, sáng tác Ân Duy, do tam ca Nam Trường Giang, Hoàng Nguyễn, Hồng Quyền và Vũ đoàn Thiên Quốc biểu diễn.
Xin quý Đức Hồng Y, quý cha và cộng đoàn cho một tràng vỗ tay để cảm ơn Vũ Phúc. Để bước vào chương trình giao lưu nghi thức ngắm nguyện hôm nay, chúng con kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đứng xin ơn Chúa Thánh Thần. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến là trong ngài soi sáng và luyện lòng cầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quang. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý cha cộng đoàn an tọa. Trọng kính Đức Hồng Y, thưa quý Đức Cha, quý cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận và cộng đoàn tham dự. Nguyện ngắm là một hình thức đạo đức bình dân, một truyền thống đặc trưng của giáo hội miền Bắc đã có từ thời cha Đắc Lộ. Đây là ý tưởng hội nhập văn hóa của các vị thừa sai, được mọi thế hệ tiếp nối duy trì. Trong những năm tháng khó khăn, miền Bắc thiếu vắng linh mục, nghi thức ngắm nguyện mùa chay đã đóng góp phần quan trọng trong đời sống đạo đức của người tín hữu, giúp họ sống nuôi dưỡng đời sống đức tin. Ngày nay ngắm nguyện mùa chay có nguy cơ bị quên lãng và xa lạ đối với giới trẻ. Việc tổ chức cuộc giao lưu ngắm nguyện nhằm khẳng định giá trị và hình thức đạo đức bình dân này, đồng thời mời gọi người giáo dân tiếp tục duy trì truyền thống quý báu của các bậc tiền nhân. Trong buổi giao lưu nghi thức ngắm nguyện mùa chay tại giáo tỉnh Hà Nội lần thứ hai được tổ chức tại giáo phận Hải Phòng, chúng con xin trân trọng giới thiệu và chào mừng trước hết Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội. Chúng con xin trân trọng giới thiệu và chào mừng Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục giáo phận Bắc Ninh. Chúng con cũng xin trân trọng và giới thiệu chào mừng Đức cha chủ nhà, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng. Chúng con xin trân trọng giới thiệu và chào mừng Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, người đã có sáng kiến tổ chức chương trình ngắm nguyện lần thứ nhất tại giáo phận Thanh Hóa.
Chúng con xin trân trọng và chào mừng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Chúng con xin kính chào và giới thiệu Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, một giáo phận miền núi Đông Bắc Việt Nam. Chúng con xin trân trọng và giới thiệu chào mừng Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Chúng con xin trân trọng giới thiệu và chào mừng Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Pháp Diệm. Chúng con xin trân trọng giới thiệu và chào mừng Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Tổng Giáo phận Hà Nội. Và chúng con xin trân trọng và giới thiệu chào mừng Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận Pháp Diệm. Về tham dự ngày giao lưu ngắm nguyện mùa chay lần thứ hai hôm nay, chúng con cũng xin được kính chào tới quý cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Giờ đây, chúng con xin kính mời Đức cha Giuse Giáo phận chủ nhà lên khai mạc ngày giao lưu nghi thức ngắm nguyện hôm nay. Kính thưa Đức Hồng Y Tổng Giám mục Hà Nội, kính thưa quý Đức cha, quý cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ và quý đại biểu. Trước hết thay mặt cho gia đình giáo phận Hải Phòng, con xin chào mừng và cảm ơn sự hiện diện quý báu của Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý cha và toàn thể quý vị. Tiếp nối cuộc thi ngắm nguyện được tổ chức lần thứ nhất tại Giáo phận Thanh Hóa mùa chay năm 2013. Năm nay, Giáo phận Hải Phòng chúng con tổ chức buổi giao lưu ngắm nguyện và cử hành các nghi thức truyền thống của tuần thánh. Việc tổ chức buổi giao lưu nguyện ngắm trong năm thánh lòng thương xót có ý nghĩa đặc biệt, vì nghi thức này giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu là dung mạo của lòng thương xót Chúa Cha. Người là tôi, người tôi tớ đau khổ của Đức Gia-vê đã mang lấy tội lỗi của loài người để cho chúng ta được cứu độ. Thánh Gioan đã diễn tả trong một câu rất ngắn gọn mà xúc tích: người đã yêu thương đến cùng. Chiêm ngắm và suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu giúp cho chúng ta cảm nghiệm tình thương xót của Thiên Chúa, để rồi chúng ta trở nên những sứ giả của lòng thương xót trong cuộc sống xã hội hôm nay. Mục đích của cuộc giao lưu hôm nay nhằm duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của giáo hội, hướng chúng ta thực thi tinh thần năm thánh và thể hiện tình hiệp thông giữa các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn sự hiện diện quý báu của Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha và quý vị. Xin kính chúc mọi người sức khỏe, ân sủng và bình an. Xin cảm ơn. Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn. Khi ngâm nga kể câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu, đặc biệt là cuộc thương khó của người, các bậc tiền bối của chúng ta từ xa xưa đã khéo léo tạo nên một làn điệu rất đặc trưng, vừa mang âm sắc phản ảnh tâm hồn người Việt, vừa dung dị đạo đức, lại vừa trầm hùng sầu thương, có khả năng đánh động tâm hồn của những con người vốn trọng chữ tình hơn cái lý. Cùng với thời gian, làn điệu ngâm nga này đã thành cung điệu nguyện ngắm sự thương khó Chúa Giêsu mà chúng ta gọi là ngắm đứng. Cùng cách nguyện ngắm mùa chay bao gồm một số những nguyên tắc căn bản như khuyên, như thưởng, khi lên cao, khi xuống thấp. Ở mỗi giáo phận, cung điệu của nguyện ngắm, của ngắm đứng lại hòa quyện với âm sắc của địa phương, làm thành nét đặc trưng vùng miền và tạo nên sự phong phú trong cách diễn tả.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng chìm vào trong suy tư về sự thương khó của Chúa Giêsu và cầu nguyện theo cung điệu ngắm đứng của từng giáo phận. Và giáo phận đầu tiên sẽ thể hiện đó là giáo phận Bắc Ninh. Năm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Ê thương ôi, con Đức Chúa Trời ra đời, chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hỷ hại. Thứ nhất thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn hy, mà chuộc tội cho thiên hạ. Thì có thằng Giu-đa là đầy tớ
Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành mà quý dục lòng nó ban Đức Chúa Giêsu cho quân du rêu 30 đồng hỷ bạc nghi. Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ toàn liều mình chịu chết, thì ra Đức Mẹ mà đi thành Jerusalem là kẻ trợ nước Giu-đê xong lẽ trước chịu nạn hi, thì đêm mấy Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả nghĩ, cùng rửa chân thằng Giu-đa vui. Chẳng những nước không cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình hỉ mất ni. Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép thánh thể cho thiên hạ nghĩ là phép mình thánh nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết ni đời. Khi ngắm bấy nhiều sự hy, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng nghi, đội ơn Đức
Chúa Giêsu đã chuyển phép thịt máu mình cho chúng hỷ con hỷ. Ê lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn nghĩ. Chớ bắt trước thằng dù đã bán Đức Chúa Giêsu làm mỹ vậy. Hê a hê Ngắm thứ hai, kính mời giáo phận Bùi Chu. Chọn ba đầy tớ
Một là ông Thánh Phê-rô, hai là ông Thánh Gia-cô-bê, ba là ông Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu sắp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần xuống, an ủi Đức Chúa Giêsu vào chiều nạn. Cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm cho nên nhọc cả và mình, mà những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. Khi ngắm bấy nhiêu sự một kinh lạy Cha, mời kinh kinh mừng, thương Đức Chúa Giêsu lo buồn vì chúng con. Xin dọc lòng chừa mỏi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy. Amen. Xin mời ngắm thứ ba giáo phận Lạng Sơn.
cùng đấm miệng 30 lần
Đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần, mà quân giữ đạp dậy, có kẻ lấy lọng gươm mà thuốc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu hồ, mà dòng dây bát Đức Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo ra giết đi. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh nấy chăng, 10 kinh kính mừng thương. Xin mở dây ra là tội buộc linh hồn chúng con, thì amen. Xin giáo phận Thái Bình năm thứ tư. Cha
vợ Cai Pha làm thầy cả Du Rêu. Mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khổ trong nhà ấy. Đoạn mới lộp cho Cai Pha. Bây giờ có một người các quan dò tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ. Thầy cả Du Rêu nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng mình là con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng: ấy bay đã thấy lo lỗi nhờ lỗi làm vậy, con tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quan giữ bát trôi cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá, mà lấy khăn che mặt. Đoạn mới nhổ cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giêsu, lại lấy roi cùng bên dưới hại đi. Đành lại vả thâu đêm 400 lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông Thánh Phêrô rằng: mày phải đầy tớ Giêsu chăng? Ông Thánh Phêrô liền sợ mà chối 3 lần rằng: mình chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà giữ mặt ra xem ông Thánh Phêrô. Bây giờ người mới ăn năn tội ấy năm ra ngoài khó
khóc lóc chẳng có khi đừng. Trọn đời đến sớm mai gà gáy, nhớ đến tội xưa liền khóc lóc khi ngắm bay nhiều sự thì nguyện một kinh này cha mười kinh kinh mừng nghe thương Đức Chúa Giêsu chịu khó vì chúng con. Xin cho chúng con mạnh sức mà xứng đạo Đức Chúa Giêsu ra, kéo ngày nào trôi chăng thì amen. Kính mời giáo phận Hà Nội ngắm thứ năm. Sự gì lỗi thì
thiên tha. Nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho ý, thì vì là tô phó đường Chúa Giêsu cho mặc vua Ê-rô-đê sen, mà Ê-rô-đê hỏi mỏi lẽ, xong lẽ Đức Chúa Giêsu chẳng thưa ý một ý điều, cho nên vua ấy giận mà chê ý rằng ý người này giỏi, nào biết đi mà nộm cho tao xét làm sao ý. Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc ý rằng ý, người dài thì mặc áo ấy, mà đem y về là quan phi lai tôi. Khi còn đi dọc đường thì quân ấy đánh Đức Chúa Giêsu y cùng y làm những sự xấu hổ. Phi la tô thấy Đức Chúa Giêsu y thì thương, vốn thôi du rêu đến ngày lễ cả thường tha y người tu, cùng có đưa trộm cắp giết ni y người tên là Ba-ra-ba cầm đây. Thì phi la tô hỏi dân nhi rằng ý, một là Giê-xu, hai ý là Ba-ra-ba, bay muôn thay ai, bay ý giờ nó thưa lên ý rằng ý tha ba ra ba giết Giêsu mà chơi.
khi ngâm bấy nhiêu sự thì nguyện môn kinh lấy cho mười kinh kinh nhi y mừng y thương Đức Chúa Giêsu xưa chiều sâu vì chúng tôi xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết ý mọi sự chớ bắt trương quân du rêu yêu kẻ gian dữ mà bỏ y mạch y mọi sự lành làm chi. Amen. Xin mời giáo phận Hưng Hóa với ngắm thứ 6. Giới ra và loài tối sắt
đánh ca và mình như Đức Chúa Giêsu cho nên nát hết thịt ra chẳng còn nơi đâu lành mặt mũi chẳng còn hình tượng người như trước nữa xong chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu sốt nó đánh nhọc mọi tay mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa tội thiên em hại khi ngắm bấy nhiêu sợ thế nguyện một kính lạy cha thương Đức Chúa Giêsu phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên linh hại xin cho chúng con dốc chưa mọi tội làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm ý vậy. Amen. Xin kính mời giáo phận pháp diệm ngắm thứ bảy. Khi
ni dự đánh được kỳ Chúa Giê Xu thì người mặc áo vào mái áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh thì quân giữ lại giật áo đi thì cho lên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo thì nói khiến được Chúa Giêsu mặc một áo đỏi đoạn lấy những gai khoanh tròn làm lén đong vào đầu được Chúa Giêsu bảy mươi hai cái gai thì nọt vào óc thì máu chảy xuống đầy mặt dòng dòng thì nói liền khiến người ngồi đoạn quỳ xuống nhau ý rằng tâu vua Giêsu cùng nhổ ngang ý mặt có và trên gai lọt vào cho lắm thì có kẻ thì và ngang mặt cho lên máu trong chạy ra khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính nảy trái mười kính kính được Chúa Giêsu là Chúa trời đất xin cho chúng con ý thờ phượng cùng kính mến trên sự amen.
mời giáo phận Thanh Hóa năm thứ 8. Bye.
Phi La Tô thấy mất công, hại dân cao mình cùng vua trắng, thì phó Đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính lạy Cha, mười kính kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng con dự nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời, chưa bắt trước quân du diêu, chẳng nhận Đức Chúa Giêsu làm mi vậy. Amen. Xin kính mời giáo phận Vinh với ngắm thứ 9. Thank you.
mà quân dư chẳng thương, lại đáp dây dục đi cho trong sau chẳng đến nơi chẳng thì nó mượn một người đi đang vác ngà đường khi lòng ghét tôi.
kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm mà vậy. Kính thưa cộng đoàn, khi sống lại và ban bình an cho các môn đệ, Chúa Giêsu cũng đã cho các ông xem lỗ đinh ở chân tay và vết đỏng ở cạnh sườn. Đó là bằng chứng của thân xác đã phục sinh và là chứng tích của tình yêu đến cùng. Vì thế, khi suy ngẫm cuộc thương khó của Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ tập trung hơn vào các dấu tích thánh này. Cách diễn tả này được gọi là ngắm dấu đanh. Mỗi ngắm dấu đanh đều chiêm ngắm và suy tư về một trong năm dấu thánh còn in lại trên thân xác Chúa phục sinh. Đồng thời, ngắm dấu đanh cũng quay hướng sang Đức Mẹ để đồng cảm và hiệp thông với Ngài là đấng đồng công cứu chuộc. Kính mời cộng đoàn nghe phần trình bày ngắm dấu đanh của giáo phận Bắc Ninh. Thank you.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đánh chân ta, vì chúng con bỏ nếu như ngắm dấu đanh, muốn chúng ta suy tư và chiêm ngắm các chứng tích tình yêu còn để lại nơi thân mình Chúa Giêsu sau cuộc khổ nạn, đồng cảm và hiệp thông với Đức Maria trong kinh nguyện, thì với một làn điệu hoàn toàn khác biệt và rất đặc trưng, ngắm rằng lại muốn chúng ta dừng lại nhiều hơn và suy tư sâu hơn nơi các dấu đanh này. Dường như ngắm rằng muốn chúng ta tìm ra lý do và khám phá ra ý nghĩa của từng vết thương thánh kia, để biết đấm ngực khóc than về tội lỗi của mình, đồng thời xin ơn hoán cải và canh tân đời sống. Chúng ta cùng lắng nghe phần trình bày của Tổng Giáo phận Hà Nội. Thank you.
phép lần hạt nắm dâu thánh Đức Chúa Giêsu. Ba mươi kinh lạy Cha cùng năm kinh kinh mừng chia ra làm sau phần. Thứ nhất thì ngã khi quân dự bắt chân ta Đức Chúa Giêsu vào thành gia, mà đồng đanh sắt bằng mũi đau đớn lắm. Máu chảy xuống dòng dòng ngâm rằng Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Chúa lời đã xuống thế làm người, chịu đóng đanh chân ta đau đớn làm vậy vì ai? Thật là vì tội lỗi tôi, vậy tôi ngậm thân tôi này. Từ khi Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này cho đến đây, khi mới sinh ra thì đã mắc phải tội tổ tông truyền, khi đến tuổi khôn thì đã nhuộm những mùi đen đùi là nết sâu. Những tâm trong biển hôi ham là mê sự hèn là thế gian. Những đi trong rừng tối tăm rậm rạp là phạm muôn vàn là tội lỗi kể chẳng xiết. Đã ra
phép ngỗ nghịch mất lòng Đức Chúa Trời. Mà những tội lỗi tôi phạm là sự nặng lắm, thế gian này chẳng biết lấy công gì của gì mà đền được, cho nên con Đức Chúa Trời trọng vô cùng, bởi lòng rất nhân lành thương yêu tôi lắm, chẳng nỡ lấy một lời phán hư không mà tha tội cho tôi. Hay là lấy một hạt nước mắt mà chuộc tội cho tôi, một lấy cả và mình phó cho kẻ dữ, làm khốn nát hết thịt ra, cùng chịu đóng đanh chân tay, mà chịu chết vì tội tôi làm ý vậy. Mà Chúa tôi thương xót tôi dường ấy, tôi làm tội lỗi mà Chúa tôi chịu phạt cách giữ, vậy nhớ linh hồn tôi hãy mở con mắt ra mà xem, cùng suy ngẫm thế nào. Khi ngẫm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân ta vì chúng tôi đi đang trái
y cùng nguyện một kinh kinh mừng thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đành vậy. Xin cho chúng tôi chừa đi đàng trái là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Rầy làm vua mọi sự khốn khó, vì chẳng thiếu giống gì giữ mà Chúa tôi chẳng chịu. Đó là lời mở đầu của lời than ngắm rằng, với cung điệu sầu thương da diết, xen lẫn một chút hờn tủi, lời than này tổng hợp mọi cực hình mà Chúa Giêsu đã đón nhận trong cuộc khổ nạn và tâm tình tự nhủ hối tội nơi mỗi người. Ở linh hồn tôi, ở một nắm đất dơ giấy này. Nhưng đồng thời, lời than cũng bày tỏ tâm tình cậy trông phó thác. Đức Chúa Giêsu đã giang tay ra trên cây thánh giá, có ý chờ kẻ có tội trở lại mà ôm lấy. Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe qua phần trình bày của cha cố Gioakim Nguyên Đức Báu của giáo phận Hải Phòng. Miệng uống những của đắng đớn
chân thầy đành sắt thâu qua cá và mình chẳng còn nơi đâu lành. Ở linh hồn tôi hãy ngấm lòng rất nhân lành Chúa trời đất, khi thấy loài người ta đã ra vô phép bất nghĩa phạm nhiều tội lỗi mà chẳng nỡ bỏ hư không, lại xuống thế làm người chuộc tội chịu chết cho chúng tôi dường ấy. À, tội A Dòng cùng tội tôi độc dữ hơn mọi ê giống thuốc độc, vì làm cho Chúa chẳng hay chịu sự gì khó mà rầy chịu trăm nghìn sự khốn khó. Chúa chẳng hay chết bởi gánh tội tôi, cho nên chịu ô chết làm vậy. À, một năm đất giờ dây này mai hãy cầm trí lại mà suy tội mày nặng là thế nào, cùng suy kẻ chịu đền cho mày được khỏi tội, cùng khỏi phạt là anh. Mà chẳng những tội thiên hạ cùng tội mày, cho nên con Đức Chúa lời chịu đóng đánh làm vậy. Mà khi mày phạm tội gì trong thì như đóng đành con Đức Chúa ở trời ý một lần mà anh chớ. Ở con cháu A Dòng hãy lên núi Canvario mà xem cha cả ta nằm giường cực giữa là cây thánh giá, mà ta còn xem sự gì dưới thế gian này nữa. Bởi tổ tông chúng tôi giơ tay lên hai trái cấm mà ăn, cho nên con Đức Chúa trời phó hai tay cho kẻ giữ kéo ra mà đóng rành trên cây thánh giá. Bởi chân chúng tôi đi đàng trái là phạm muôn vạn tội ý lỗi, cho nên con Đức Chúa trời
phải chịu đóng đành hai chân làm mì vậy. Bởi lòng chúng tôi là khó chứa những sự lo tưởng dơ dày, những tính kiêu ngạo, những sự gian tham động dưng. Cho nên con Đức Chúa Trời phải chịu lưỡi đồng đâm cành lương long, máu cùng nước chảy ra. Bởi mình chúng tôi yêu trường sự chẳng nên, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu chịu ô nát thịt ra làm mê vậy. Lạy Chúa tôi, bây giờ tôi chẳng dám mở miệng ra mà nói được lời gì, vì lót đời tôi những cúi đầu xuống như muông chim theo tính xác thịt mà mê sợ hèn thế gian, mà phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời, đã quên công nghiệp cực trọng vô cùng Đức Chúa Giêsu chuộc tội cho tôi kể chẳng xiết. Lẽ đâu tôi còn dám ngửa mặt lên trời, hay là dám kêu van sợ gì cùng Chúa tôi nữa. Song tôi nhớ lời Đấng Thánh xưa rằng, Đức Chúa Giêsu đã giang tay ra sẵn trên thánh giá, có ý chờ kẻ có tội trở lại mà ôm lấy. Cho nên tôi cả lòng sớp mình xuống đất, lạy Chúa tôi chịu đóng đành trên cây thánh giá mà xưng ra tôi là kẻ có tội nhiều. Xin mở tay nhân lành ra mà chịu lấy tôi, xin vì một hạt máu cực châu báu bởi mình Chúa tôi đã chảy ra trên thánh giá mà tha tội cho tôi. Lạy xin xuống sức giữ đạo cho loạn cùng chừa mọi tội lỗi
giữ nghĩa cùng Chúa tôi cho đến lọn đời. Vì lời rất nhân lành, Chúa tôi phán ngày trước rằng: ngày nào treo tao lên thì tao kéo mọi sự lên cùng nghỉ tao. Rầy là giờ Chúa tôi ở trên cây thánh giá cao làm vậy, thì xin nhớ lời đã phán là kéo lòng tôi lên, kéo còn mê sự hèn thế gian này nữa. Một thờ phượng cùng kính mến Chúa tôi trên hết mọi